Dạ, thường vào mùa lạnh thì da của em nó sẽ bị khô và bị kiểu như là nghe mũi thì nó sẽ bị chóc da, chóc chóc của mảng da bên ngoài. Có một chút mụn mụn ẩn á. Cái dầu á, dầu rất là nhiều, da ăn trai mà. Da của em nó thường mà có những triệu chứng là bị phể ấy, có như là bị lở ra ấy. Da em khô ở hai, cũng vẫn khô ở hai bên này. Kiểu lâu lâu sẽ có bị nó bị lộ vân cái vằn này ấy. Thì da của mình hay bị bóc ra, kiểu như là khô này, nó nứt ra. Da của chị thì là nó là thuộc dạng da hỗn hợp, nó vừa khô và nó cũng có đổ dầu nhiều ấy, thì nếu mà sang cái mùa này thì nó hơi khô một tí thì nó sẽ tiết dầu nhiều hơn. Thường thì da chị ít bị gặp những cái vấn đề về ảnh hưởng bởi thời tiết, nhưng mà mùa này thì da chị cũng hơi khô hơn một tí xíu. Thường thì như vậy thì em thường ít sử dụng sữa rửa mặt hơn. Làm sạch da của mình bằng nước tẩy trang và sữa rửa mặt, sau đấy thì em sẽ cấp ẩm cho da. Em thì em cũng không quan tâm nhiều, em dùng sữa rửa mặt thôi. Còn da của em như thế thì em thường dùng những loại mỹ phẩm bình thường để cho nó gọi là không không bị nặng thêm ấy. Ít ít rửa mặt với những cái sản phẩm tạo bọt nhiều hơn. Em cũng sử dụng kem dưỡng ẩm với lại sử dụng một ít mặt nạ đi ngủ á. Thì nếu mà để mình chăm sóc nó như thế thì mình cấp đủ đủ ẩm và đủ đủ dưỡng da hàng ngày. Thì như kinh nghiệm của chị thì chị dưỡng da một ngày 2 lần, sáng và tối. Thì chị thường dùng những cái sản phẩm để cấp cấp ẩm thôi. Chẳng hạn như là khi, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình phải làm sạch da mặt trước khi mà mình dùng các bước dưỡng ẩm và dưỡng da. Mình thì theo trường phái là không quan tâm lắm về vấn đề đó. Kiểu như là nó tự chóc ra thì nó cũng tự hết thôi. Thường thì mình sẽ sử dụng AHA và BHA để mà tẩy tế bào chết. Sau đó thì cái dùng dầu thì mình sẽ sử dụng sản phẩm mà kem dưỡng kèm một xíu để cho nó được bớt tiết dầu. Thường thì sau khi về nhà thì chị sẽ, nếu mà có trang điểm thì chị dùng tẩy trang. Còn không thì không trang điểm thì chị dùng sữa rửa mặt. Sau đó chị sử dụng nước hoa hồng, rồi một loại tinh chất và kem dưỡng. Nói chung là quy trình của chị từ 3 đến 4 bước.